Để thông tin cho quý vị khán giả có thể theo dõi trận đấu được tốt hơn, tôi xin thông qua danh sách thi đấu của hai đội bóng. Bên phía đội bóng doanh nhân Online Plus, họ sẽ ra sân với cầu thủ mang áo số 10 đó là Phong Tâm, số 18 Trần Hải, số 63 đó là Duy Củi, số 40 Sport, và cơ hội vừa rồi cũng đã bị trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Một cơ hội đáng chú ý đầu tiên của đội bóng áo xanh. Và như vậy thì bóng cũng đã được thu hồi bởi các cầu thủ bên phía đội bóng doanh nhân Online. Số 15 Tấn Huỳnh, số 3 đó là Ninh Mắc Gai, số 23 đó là vị trí của Trung Chất. Đây là đường lên bóng của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Được chọc quy khá tốt, vẫn là cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Khoảng trống nó mở ra, cú dứt điểm, cú dứt điểm vẫn chưa thành công. Như vậy thì vẫn là cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Một công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Và người lập công đó là vị trí của đội trưởng mang áo số 12 Kang Kaka. Một cú càng lướt qua các hàng phòng ngự của đội bóng doanh nhân Online, và một cú dứt điểm rất nhẹ nhàng để có thể đánh bại đủ đạn bên phía đội bóng doanh nhân Online và giúp cho đội bóng áo xanh vươn lên trận trước trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một quả chèo bóng đá phạt nhân của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh, một cú dứt điểm không vào. Xin lỗi các bạn, để tiếp đón đội bóng non trẻ DNI vào ngày 23 tháng 6. Đây là cơ hội tiếp theo, không có lỗi về quỹ đường chi ngã, cơ hội đến rồi, không vào. Một cơ hội ngon ăn của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Mặc dù vậy thì cú dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ áo xanh là hơi nhẹ và không có gì khó khăn cho thủ thành bên phía đội bóng. Và vua kiến tạo của CEO Sài Gòn FC trong mùa này đó là vị trí của Đê Đê Khang với 3 lần nhổ cỏ dành cho đồng đội. Lần này thì cơ hội đi trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Mặc dù vậy thì bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo xanh. Những đường chuyền đạp nhã tốt qua người tốt của cầu thủ mang áo số 12, lại là một cơ hội nữa. Lần này thì cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 12 là hơi vội rồi. Đội trưởng Kang Kaka vẫn cầu thủ mang áo số 11. Đây là vị trí của Kang Kaka. Không có lỗi việc vị đối mặt với thủ thành và cơ hội không dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Liên tục là những cơ hội, liên tục là những tình huống áp sát trước khung thành của các cầu thủ bên phía đội bóng doanh nhân Online. Đến lúc này đây, các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC họ đã có được bàn thắng thứ hai. Và người lập công cho các cầu thủ áo xanh trong pha bóng vừa rồi đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 16. Vị trí của Hoàng Nam là người lập công thứ hai dành cho đội bóng CEO Sài Gòn. Quả phạt góc lúc này sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng doanh nhân Online. Một quả đánh đầu và không có gì khó khăn cho thủ thành Khắc Diệp. Và xử lý bóng tốt của Trường Con. Vẫn là những cơ hội lên bóng dành cho đội bóng CEO Sài Gòn. Điều chuyện là hơi mạnh của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem có đến hai cầu thủ đứng trước quả bóng. Như vậy thì đó là một tình huống dứt điểm thẳng. Như chiều này đã có bàn thắng rồi. Một tình huống xử lý bóng không hiểu của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Cá đáng tiếc khi mà vị trí của thủ thành Khắc Diệp đã ôm không dính vào bóng và để cho quả bóng đi lon qua giữa hai chân của anh và để giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng doanh nhân Online đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Một quả treo bóng thẳng vào phía trong của Nguyễn Basio. Vẫn là cơ hội một cú dứt điểm. Không vào. Lại một cơ hội nữa mới trôi qua của các cầu thủ bên phía đội bóng doanh nhân Online. Cú bắt bơ lên, xin lỗi các bạn, một cú dứt điểm vừa rồi có vẻ như là đi hơi cao so với khung thành. Tiếp tục là cầu thủ mang áo số 54. Một đường chiến thắng vô trung lộ của các cầu thủ áo hồng. Vẫn là những tình huống thu hồi quả bóng tốt của đội bóng doanh nhân Online. Cơ hội đây rồi, quay về bóng không vào. Một tình huống dứt điểm từ bên phía cánh phải của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Đường chuyền khá tốt hướng đến vị trí của cầu thủ mang áo số 7, khoảng trống đây rồi. Cầu vào. Một cú dứt điểm mà trong sự hối tiếc của các đồng đội của anh bên phía ngoài đường biên.
Về mặt cơ hội, trong những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đã được tạo ra rất lớn dành cho đội bóng Nhân Dân Online. Tuy nhiên thì may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với đội bóng Nhân Dân Online. Và cũng có khá nhiều những tình huống đá phạt với cự ly thuận lợi được tạo ra. Một tình huống may mắn của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Một tình huống cú nguy xuất sắc của đội đoàn bên phía đội bóng áo xanh. Vẫn là những tình huống tranh chấp bóng rất nguy hiểm của các cầu thủ. Mặc dù vậy thì bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng Nhân Dân Online. Cú dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mang áo số 30 Việt Thắng là hơi vội. Quảng Nam Biên với lợi thế sẽ thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Một cú dứt điểm không vào. Khá đáng tiếc cho cú dứt điểm vừa rồi của KKK. Đây sẽ là cơ hội 3 đánh 3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Đường chuyền sẽ bóng khá tốt, cơ hội đây rồi. Không để dứt điểm như đây được, cơ hội vào. 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Rất tốt trong pha bóng vừa rồi, cơ hội triển khai rất thuận lợi của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Mọi người lập công lúc này đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 11 Trường Công. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại những tình huống lên bóng này của đội bóng CEO Sài Gòn FC. Chỉ một phút lơ là thôi thì các cầu thủ bên phía đội bóng Nhân Dân còn lại sẽ phải trả giá. Để tiếp tục là Nguyễn Basio. Đường chuyền khá hợp lý của các cầu thủ áo hồng. Cơ hội tiếp theo đường chuyền vào trung lộ. Lần này thì thủ thành bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC đã trổ tài. Vừa rồi thì không có gì khó khăn cho đội đoàn nằm bắt chính trong cung gỗ của đội bóng CEO Sài Gòn FC. CEO Sài Gòn FC và một lần nữa thì quả bóng lại tiếp tục nằm gọn trong tay của đội đoàn bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Đây sẽ là cơ hội tiếp theo. Đây là Xuân Quyền. Tiếp tục là cầu thủ mang áo số 21. Đây là cầu thủ mang áo số 7 Tấn Lộc. Tiếp tục là những cơ hội. Quảng ơi rồi. Quảng Châu không vào. Quá xuất sắc cho pha cản phá vừa rồi của thủ thành Thịnh Vũ trong đội bóng Nhân Dân Online. Một tình huống đối mặt 1-1, tuy nhiên thì vị trí của cầu thủ áo số 7 đó là Tấn Lộc vẫn chưa thể đánh bại được Thịnh Vũ. Và đúng lúc này đây thì trọng tài cũng đã đòi còi khép lại trận đấu này. Cả hai đội sẽ ra sân và nhường lại trận đấu tiếp theo dành cho các đội bóng khác và chiến thắng trong cuộc thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Và đến lúc này đây thì chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt.